Hello, xin chào tất cả mọi người Lại mình đây, hôm nay thì mình lại tiếp tục đọc câu chuyện Tiểu thuyết Trọng sinh 80, tức phụ có điểm cay Tương lai sẽ để mẹ ở nhà lầu Đừng thổi phòng chị nữa, chị còn phải nấu cơm nữa Đào đào không khỏi liếm liếm môi Tay nghề của Hạ Hiểu Lan không tốt Nhưng mỗi lần Hạ Hiểu Lan nấu cơm đều Nếu không phải thịt thì là cá đào đào sắp chảy à, cả nước miếng ra chờ nhìn thấy đến hạ hiểu lan lấy xương sườn đã được chặt sẵn từ trong sọt ra đào đào đều muốn để hạ hiểu lan ở nhà bé cả đời không có ai tốt hơn hạ hơn hạ hiểu lan tỷ cả hạ hiểu lan vẫn để đào đào phụ trách nhóm lửa dàn mấy quả trứng gà hiện tại nhà họ lưu không thiếu nhất chính là trứng gà còn xương sườn cô suy nghĩ một chút À, không làm thịt kho tàu mà làm sườn xào sườn xào chua ngọt mấy ngày nay gia vị dầu muối ở nhà họ lưu cũng rất nhanh đã hết nhưng hạ hiểu lan luôn bổ sung lưu dũng cũng nói người một nhà nên ăn ngon một chút lý phượng mai cũng không nói gì bao gồm đường cũng là hạ hiểu lan mua trở về cô muốn làm sườn xào chua ngọt không hề khó à, nước xương vừa ngọt vừa chua tới vào cơm nóng hổi hạ hiểu lan nghĩ tới hương vị kia đều không nhịn được nuốt nước miếng ba người nhà họ lưu bê hạt thóc đã phơi khô được một nửa về nhà người thấy mùi hương lưu dũng liền cười hai người có lo lắng hiểu lan không bán được lươn anh thấy con bé trời sinh đã thích hợp uh, buôn bán cái đầu dưa của nó rất thông minh đó việc làm ăn tốt mới có thịt mua có một tiền mua thịt xem ra việc làm ăn của hạ hiểu lan hôm nay không tồi Lưu Phân cười ngây ngô, Lý Vượng Mai cũng nghĩ người nhà họa không thích Hạ Hiểu Lan có thể thấy được thật là nhìn nhầm. Thi đậu đại học đúng là rất ghê gớm, nhưng con gái sớm muộn gì cũng phải cả chồng hạ tử dục về sau, sẽ gả vào nhà người khác, nữ sinh viên quỳ già cũng không thể quản được tất cả người nhà họ hạ. Người ta muốn dìu dắt, cũng có hai vợ chồng hạ trường trinh với em trai ruột đang chờ, những người còn lại trong nhà họ hạ thì Uh, hạ là thì là cái đinh gì. Nghe Lưu phân nói Hạ Tử Dục đi học đại học, còn mang hết hơn trăm 500 khối tiền tiết kiệm của nhà họ Hạ đi, kết quả Hạ Hiểu Lan uh, đâm tường nhà họ Hạ không có tiền đưa Hiểu Lan tới bệnh viện, có thể thấy được Hạ Tử Dục là một người ích kỷ, chính mình cầm tất cả tiền trong nhà chạy đến kinh thành ăn sung mặc sướng, hiện tại đã mặc kệ người nhà họ Hạ sinh hoạt kiểu gì. À, về sau có thành công thì chắc chắn cũng sẽ không có lương tâm gì đáng nói ừ, Phi ném hạt dưa hấu nhặt lại, này, lại mè Hạ Hiểu Lan rất hào phóng Ngày hôm qua mua cặp sách mới cho đào đào Lưu Dũng đưa tay Thề là do Hiểu Lan tự bỏ tiền muộn ra mua Lý Phượng Mai rất là cảm động Hiểu Lan nấu món gì vậy Hạ Hiểu Lan cầm cái mua đi ra nói Làm sần xào chua ngọt Lý Phượng Mai đau lòng mua sườn làm gì không Không có bao nhiêu thịt Ai mà biết xương sườn ăn ngon nhưng nó không có lời a à. cháu ngoại gái cái gì cũng tốt chính là có đôi khi tiêu tiền quá nhanh lý phượng mai nhịn không được chỉ bảo cô cháu cần phải tiếp cận tiền dù yêu thương đào đào nhưng cặp sách cũng quá đắt cháu phải tích góp chút tiền sau này về nhà chồng cũng có quyền nói chuyện đây à, đây là thật thiệt tình suy nghĩ của hạ hiểu lan không hề muốn ép khô tiền của hạ hiểu lan Ờ, hạ yếu lan cảm thấy ấm áp dễ chịu cháu biết mà đảm bảo không tiêu lung tung đôi mắt lưu phân bắt đầu ngứa lưu dũng và lưu phân vừa thu dọn hạt thóc vừa nhỏ giọng nói chờ qua ngày mùa đã hạ đại quân sẽ khẳng định tới đây tìm hai mẹ con em cần phải tính toán trong lòng cuộc sống hiện tại có bao nhiêu hy vọng đừng quá mềm yếu lại ngoan ngoãn đi theo hạ đại quân trở về lưu phân lắp bắp anh bị anh trai nói đến không dám, dám ngỏng đầu Lưu Dũng kiêng ngạc nói sao em thật đúng là muốn đi theo hắn trở về giọng điệu. À, hận sắt không bằng thép kia. Qua hồi lâu Lưu Phân mới trả lời Hiệu Lan sớm nhận gì cũng phải gả chồng làm gì có đạo lý. Mẹ vợ ở tới tới ở nhà con rể em lại không thể. Không thể vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ. Ca có khi khi đó em phải đi đâu không đi theo con gái cũng không thể ở lại nhà bệ để sợ thời gian dài khiến anh trai và chị dâu sinh hiểm khích cũng sợ người trong thôn nói xấu lưu phân rất mê mang với tương lai của chính mình cô không thể liên lụy con gái và anh trai à, mẹ có phải mẹ luyến tiếc cha con muốn quay về hạ gia hạ hiểu lan không biết đã đứng phía sau lưu phân từ lúc nào lưu phân lắc đầu rồi lại trầm mặc không nói hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề trả lời này Ừ, không nghĩ trả lời vấn đề này cô không luyến tiếc hạ đại quân nhưng nhẫn nhục chịu đựng quen rồi chỉ cần hạ hiểu lan có thể sống tốt rồi bắt cô phải vệ hạ ra thấp hèn cầu uh, một ngụm cơm ăn cô cũng có thể nhịn hạ hiểu lan đã đoán được tâm tư của lưu phân cũng may cô không phải thật sự 18 tuổi gặp qua không ít người mới có thể hiểu được băn khoăn của lưu phân gả chồng gả chồng đương nhiên là phải gả đời trước chưa từng cảm thụ vợ chồng hòa thuận đời này khẳng định phải đi cảm thụ nhưng nếu gả chồng là phải tự bỏ lưu phân loại đàn ông đó Hãy hiểu lan gả tới làm gì tầm mắt của cô không à, còn không hẹp như vậy mẹ hôm nay con kiếm lời hơn 20 khối mẹ không biết được thị trường ở thương đô sôi động thế nào đâu con chờ tích cóp đủ tiền sẽ mua một căn nhà lầu ở thương đô mang mẹ vào đó con rể tương lai của mẹ à, mà dám ghét bỏ mẹ chỉ xem tâm tình của ngài có tốt không mới suy xét có cho hắn vào ở không mua mua phòng là tính toán lâu dài của hạ hiểu lan hiện tại ở thương đô có khả năng vẫn chưa có các căn phòng thương phẩm chân chính nhưng bây giờ đã là năm tám ba khoảng hai năm nữa sẽ có phòng thương phẩm các các căn phòng được xây theo dựng theo kiểu chung cư mục đích bán thương phẩm phòng lớn nhất của Hoa Quốc xuất hiện vào lúc trung hậu kỳ của thập niên 80. Hạ Yếu Lan nhớ rõ một vị khách hàng ở Thương Đô, bà ấy đã kể với cô rằng có mua một căn phòng ở thương phẩm đầu tiên đó chỉ hơn 200 khối một mét vuông. Trong đó là muốn bán cho các công nhân viên chức, người bình thường là không có tư cách mua phòng, nhưng chỉ cần bỏ tiền ra nhiều tiền sau đó nhờ một fan vẫn có thể lấy được chi tiêu mua phòng trên tay người khác. Hơn 200 khối một mét vuông nếu đặt ở đời sau thì quả thật là nằm mơ phải cười tỉnh. Mua một uh, phòng thương phẩm khoảng 100 mét vuông tổng giá trị uh, mới hơn 20 vạn. Hiện tại Hạ Hiểu Lan không có hơn 20 vạn chẳng lẽ sau này uh, không kiếm được Hạ Hiểu Lan lần đầu tiên lộ ra tính toán sẽ dọn vào trong thành với người lớn lưu phân sợ ngây người nhưng chúng ta phải là, là hộ khẩu nông thôn mà. Hộ khẩu nông thôn và hộ khẩu thành trấn khác biệt quá lớn. Nhà xưởng tuyển công nhân, các loại đơn vị tuyển người đều tuyển những người có hộ khẩu thành trấn, hộ khẩu nông thôn chỉ có thể kiếm ăn trong đất chỉ có hai cách thoát khỏi hộ khẩu nông thôn. Cách thứ nhất là dựa vào hôn nhân, cách thứ hai là dựa vào học tập. Dựa vào hôn nhân cũng không ổn định, các nhà gia đình viên chức thường uh, chưa chắc đã có đủ năng lực để rời bỏ hộ khẩu. Giúp con dâu nhưng chỉ cần uh, giống Hạ Tử Dục dựa vào thi đậu đại học uh, Chắc chắn là nhất lập tức nhảy ra nông thôn Chắc chắn được thành người thành phố uh, Làm người thành phố có bao nhiêu khó lưu Dù Lưu Phân tin tưởng Hạ Hiểu Lan cũng không mơ tới chuyện này uh, Nhưng thật ra Lưu Dũng nghe xong lại cảm thấy hứng thú uh, Dọn đi trong thành cũng được đó Không nhất định là thương đô Cũng không câu nệ phải... Uh, phải là nhà lầu hay không Mua ra nhà trệt ở thành phố Cũng không tốn quá nhiều tiền à, Tỉnh Thương Đô Có nhiều người như vậy Hai mẹ con Hạ Hiểu Lan Tới đó ai cũng không quen biết à, Sẽ không ai biết thanh danh của Hạ Hiểu Lan Con bé có thể dễ tìm đối tượng hơn à, Nghe Lưu Dũng đều tán thành Lưu Phân Bàn tính bàn nghi thật sự có thể được sao Hạ Hiểu Lan gật đầu thật mạnh nói à, Con đã nói với mẹ sống Những ngày nhàn nhã đương nhiên là có thể được mua phòng ở thương đô tính cái gì đều ở trong tay có tiền dư giả học tập học tập sau phòng ở giống như ôn châu chạy đến kinh thành và thượng hải mua một đống nhà khi giá còn rẻ khi giá phòng tăng cao thì chỉ cần ngồi đếm tiền là được vậy là mình vừa mới đọc xong chương 29 của câu chuyện Uh, trọng sinh 80 tức phụ của điểm cây rồi các bạn uh, video của mình đến đây là kết thúc hẹn tất cả các bạn ở các chương sau của câu chuyện nhé uh, xin chào tất cả các bạn